Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hamster Combat. Cái mã để nhận được 1 triệu point điểm thưởng ngày hôm nay của Hamster Combat là gì? Nó sẽ là từ Stable các bạn nhé. Chữ S thì các bạn sẽ gõ như nào? 1, 2, 3, 3 lần gõ. Chữ T là một lần giữ. Chữ A là gõ giữ. Không được à? À đây rồi, nó chậm các bạn ạ. Chữ B là giữ, gõ. 3 lần gõ, giữ, gõ. Trời ơi, nó lại bắt mình nhập lại thì các bạn kìa. Chữ A gõ, giữ. Chữ B là giữ, gõ. Giữ, gõ. Chữ L là gõ, giữ, gõ. Gõ, giữ, gõ. Nó hơi bị chậm các bạn ạ. Chữ E là gõ một lần. Rồi, như vậy là mình đã nhập đúng và ấn nhận giải thưởng. Bạn nào chưa quen nhập thì có thể lầm nhầm gõ giữ như mình để có thể gõ nó chính xác. Nhiều khi cứ phải gõ nhầm một chữ, nó sẽ xóa đi và chúng ta phải gõ lại. Nó khá mất thời gian. Nhưng mà chưa quen thì có thể phải làm vài ba lần mới có kết quả được. Chúc các bạn may mắn nhé.